Chào mừng anh chị đã quay trở lại với video tiếp theo của kênh Trần Lê Bất Động Sản. Hiện tại em Tuấn Anh đang đứng tại chân dự án Green Diamond Hạ Long. Dự án này được triển khai mở bán vào quý 2 năm 2020. Đến thời điểm này thì cũng đã bàn giao hết tất cả các số lượng căn hộ ở đây rồi. Quy mô dự án thì sẽ gồm một tòa tháp cao 37 tầng nổi và một tầng hầm. Xung quanh đó chúng ta sẽ có khoảng hơn 200 căn shop house liền kề bên dưới nữa. Video ngày hôm nay em Tuấn Anh sẽ giới thiệu đến với anh chị một căn hộ 2 phòng ngủ điển hình tại dự án chính biển, có view chính biển mà khách hàng của em đã mua tại dự án này. Xin mời anh chị. Chào anh nhé. Đây chính là căn 2 phòng ngủ chính biển mà em muốn giới thiệu đến với anh. Căn này thì đang có diện tích thông thủy là 70m². Bước vào không gian đầu tiên là chúng ta bên này sẽ có không gian về thiết kế phòng bếp rồi phòng ăn. Căn này thì chủ đầu tư chưa bàn giao bất kỳ nội thất gì về phòng bếp cả, bởi vì để cho gia chủ khi mà đi vào sử dụng có thể tùy ý thiết kế theo đúng phong cách, đúng phong thủy của mỗi gia chủ. Tiếp theo đến đây chúng ta sẽ có không gian, toàn bộ không gian là phòng khách, anh chị có thể thiết kế về phòng khách. Bên phía bên này đầu chờ chúng ta thiết kế về để tivi này, còn bên phía bên này chúng ta có thể để sofa. Còn toàn bộ phía bên này chính là ban công chính biển. Anh chị thấy có thể thấy đây có cái tầm view rất là đẹp, nhìn ra phía vịnh Cửa Lục, bên dưới là các cảng tàu, kia xa xa kia chính là vịnh biển cảng Cái Lân. Đó. Hiện tại thì bây giờ đang là 3 giờ chiều, nhưng mà anh chị có thấy là căn này nó chỉ hướng một tí gọi là hướng chéo nắng thôi, gọi trách hướng nắng thôi. Thì để cho anh chị hiểu là căn này ở đây thì khá là đẹp, nó không bị nóng với thời tiết mà mùa hè khá là oi bức như thế này. Còn ở phía bên này chúng ta sẽ có không gian về một phòng ngủ không khép kín. Đó. Nếu mà một gia đình có sinh hoạt ở thì căn phòng ngủ này sẽ dành cho con cái. Hiện tại thì căn này chủ nhà chưa nhận bàn giao nên là cũng chưa được cấp điện. Bên cạnh đây thì chúng ta sẽ có không gian về một vệ sinh có thể dùng sử dụng chung. Khi mà đi vào bàn giao thì chủ đầu tư cũng đã bàn giao đầy đủ hết nội thất như thế này cho anh chị rồi. Căn này thì chủ đầu tư đang là bàn giao cơ bản. Đó. Tiếp theo đến chúng ta sẽ có một phòng ngủ master. Các công tắc điện ở đây cũng là trang bị bằng các công tắc điện điện tử hết. Đó. Căn này là một phòng ngủ có vệ sinh khép kín. Đó, căn này thì nhìn khá là thoáng, view trực diện biển luôn. Đó. Anh chị có thể thấy đây chính là cửa vịnh Cửa Lục, còn ở phía bên kia chính là cầu Bãi Cháy này. Đó. Buổi tối mà lên đèn thì cực kỳ đẹp luôn. Trong đây thì chúng ta sẽ có không gian về một vệ sinh khép kín ở phía trong này. Vệ sinh này cũng sẽ được bàn giao đầy đủ nội thất. Dự án sẽ có 4 tầng khối đế tiện ích ở phía bên dưới. Ở đây chính là mặt bằng của tầng 4. Các không gian này chính là các cửa hàng chủ đầu tư sẽ bán cho khách hàng có nhu cầu muốn sở hữu để kinh doanh trong chính tòa nhà này. Còn đây chính là phía khu vực sân thượng của tòa nhà. Trên đây thì chủ đầu tư đang set up xây dựng quán cà phê, gym, rồi là bể bơi vô cực ở phía bên trên này. Ở vị trí này, anh chị có thể thấy là chúng ta có thể nhìn toàn cảnh khu vực thành phố Hạ Long. Bởi vì xét về bên khu vực Hòn Gai của Hạ Long ấy, thì cái tòa nhà này đang là tòa nhà cao nhất của thành phố. Dự án này là dự án chung cư đầu tiên có bãi để xe thông minh tại Hạ Long. Bãi đỗ xe sẽ ở trên tầng 3, còn đây chính là khu vực cửa thang máy. Khi mà cư dân gửi xe thì sẽ đánh xe vào cái thang này và thang máy sẽ tự động di chuyển mang xe lên bãi đỗ xe ở tầng 3 anh chị nhé. Hiện tại thì dự án này thì em Tuấn Anh đang có một số các quỹ căn hộ cao tầng, rồi là một số căn liền kề shop house thấp tầng mà khách hàng muốn bán lại. Thì anh chị có nhu cầu mà muốn mua bán chuyển nhượng tìm hiểu tại dự án này thì có thể liên hệ với thông tin của em Tuấn Anh đang xuất hiện trên màn hình anh chị nhé. Hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo của kênh Trần Lên Bất Động Sản.